Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 đô token BET nè. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi, các bạn lướt ra đây của bot nha bạn, 39 chatbot. À, nhiệm vụ có nhiều quá các bạn. Join group, subscribe, submit detail. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn join group nè. Rồi. Coi có phải đi file không ta. Hello. Lâu quá. Rồi sau khi bạn join sao các bạn bấm vào verify join các bạn. Đâu ta. Giờ các bạn bắt đập rồi. Tiếp tục chuyển tiếp kênh seller nữa. Giờ bạn bắt đập rồi. Tiếp tục follow từ Twitter, like và review cho Pinbot nè. Xin tạm biệt tay bạn theo dõi nè. Bạn like nè. Các bạn tạm biệt lên nè bạn. Các bạn bắt đập lên nè. Follow từ Twitter, Facebook nè. Mai chạy lót chậm quá. Trên Facebook thì bạn thích nha bạn. Mạng yếu quá. Tiếp tục còn subscribe kênh YouTube nè, follow từ Twitter, join kênh Telegram nè. Follow từ Twitter cái nữa nè. Các bạn làm hết tất cả nhiệm vụ của các bạn. Sợ các bạn like nè. Các bạn tập quýt luôn nè. Rồi. Các bạn bấm vào submit detail nè. Rồi dòng đầu tiên mình đi chí email các bạn vào nè. Rồi tiếp tục còn điện lại username từ Twitter các bạn đã follow dán nè. Submit Facebook profile link. Rồi tiếp tục gửi đường link profile Facebook mình thì nhấp vào Facebook nè. Rồi tiếp tục bằng gửi đường link profile Facebook mình thì bằng mở từ Twitter mình ra một bằng gõ vào trình chơm của mọi vào Facebook nữa bạn. Facebook.com nè. Trên Facebook thì gửi nhấp vào meta của mình nha bạn. Rồi nhấp vào trang link Facebook mình. Các bạn copy đường link Facebook mình nè. Rồi là chatbot nè. Giờ này các bạn nó lag gì đâu tờ. Rồi, tiếp tục nó có subscribe kênh YouTube iGrab không bấm Z. Tiếp tục gửi đường link profile YouTube mình nè. Trên kênh YouTube mình, các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha bạn. Nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba gạch bên cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha bạn. Sau đó bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục câu hỏi subscribe you for video. Cái này nó hỏi có chia sẻ video trên tờ Twitter thì bạn nhấp vào video nè. Subscribe fun. Rồi các bạn nhấp vào các bạn chia sẻ một cái video của nó nha các bạn. Video này nè. Rồi các bạn chia sẻ lên tàu Twitter nè. Lên tàu Twit. Lên test nè. Rồi mở tàu Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhập ba cái cùng nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn lên video nè. Sẽ chia liên kết nè. Để support. Sau đó nó hỏi có tụng ghi thông, review thông bấm Z nè. Bấm Z nè. Tiếp tục mình gọi địa chỉ GBB xem bánh xanh bếp 20 trên dưới chút lét mình nha các bạn. Sao chép nè, để support nè. Tiếp tục bấm không đắt AGOP nè. Sau đó sao kênh support nó đi. Rồi bấm mi balance check số càng mình kiếm được nữa bạn. Mình đã nhận được 3 đô tốt càng bet nè. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nữa bạn. Vậy mình chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.